Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin bổ ích trên kênh bản tin 24 giờ của chúng tôi. Bản tin ngày 13 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết. Sáng ngày 13 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, tối ngày 12 tháng 9 trên địa bàn thị xã có mưa to, trong đó xã Ninh Minh xảy ra lũ ống khiến cho 6 người mất tích. Hiện thi thể 2 người đã được tìm thấy, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 4 người mất tích. 2 người chết là anh Vũ A Nguyên sinh năm 1999 và anh Vũ A Giả sinh năm 1991. 4 người mất tích là anh Vũ A Giáp sinh năm 1986, Sùng A Dính sinh năm 1990, Tẩn Vân Phấu sinh năm 1979, Lê Đức Khoa sinh năm 1971. Cũng theo lãnh đạo thị xã Sapa, thông tin từ hiệu phó phụ trách trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Cang, xã Liên Minh, trong số 2 người chết và 4 người mất tích có 2 phụ huynh học sinh của nhà trường, một là người chồng của giáo viên trường mầm non. Sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sapa đã cử lãnh đạo và chuyên viên xuống xã Liên Minh chỉ đạo ổn định tình hình của nhà trường, kiểm soát học sinh. Mưa lũ cũng khiến đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa thuộc đoạn địa phận tổ 30, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai bị ngập đoạn dài khoảng 100m. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phải đào rào ngăn chặn phương tiện để tránh rủi ro. Còn tại huyện Bát Sát, trận mưa lớn tối qua cũng đã khiến một người dân tại thôn Suối Chảy, xã Phìn Ngan bị mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là Lý Phở Nhờ, 60 tuổi. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tại thôn Suối Chảy, Bát Sát. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sapa đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ, nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về sản xuất và nhà ở. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 2 lần trên ngày, trước 7 giờ và 14 giờ hàng ngày, để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi có thiệt hại, cần thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện công tác khắc phục, hót dọn sạt lở mái ta luy, đất bùn tràn lên bề mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đến nay không còn điểm ách tắc. Sáng ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Trọng Hải đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên nhân dân khắc phục hậu quả. Thủ tướng vừa có công điện về vụ việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền núi, Trung Du và Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, những ngày qua ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa 100-200mm. Đêm ngày 12 tháng 9 xảy ra lũ ống lũ quét tại Lào Cai. Theo thống kê đã làm 10 người chết và mất tích. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mấy ngày tới, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp. Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch các tỉnh không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả nhanh chóng của thiên tai, sớm ổn định lại đời sống cho nhân dân. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu chủ tịch tỉnh Lào Cai, các địa phương khác huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, cứu chữa những người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, những hộ gia đình mất nhà cửa, hộ nghèo và hộ khó khăn. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di dời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo cảnh báo cho cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên trục giao thông chính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập,
không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ quốc phòng, bộ công an chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. Ngoài ra, lũ ống cũng cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm, dọc 3 tuyến suối chính, Nậm Bá, Nậm Than, Nậm Cang. Nhiều nhà cửa, tài sản khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ. Công tác tìm kiếm được thực hiện khẩn trương, cùng với đó thị xã Sapa cần phân công lãnh đạo, trực chỉ đạo công tác tìm kiếm, các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ông Trương nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại. Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 12 tháng 9 đến rạng sáng ngày 13 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm như thị xã Sapa, xã Trung Trải 142,4mm, Thủy điện Tà Thàng 118,2mm, Ô Quý Hồ 82,6mm, xã Mường Hoa 77,4mm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng 109,2mm, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn 106,6mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40-55mm. Mưa lớn đã gây ra ảnh hưởng thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp tại một số nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, bị nén bởi áp cao lục địa, tăng cường từ phía Bắc, nên thời tiết khu vực Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng trong vài ngày tới liên tục có mưa rào và dông. Dự báo hôm nay ngày 13 tháng 9, khu vực Hà Nội sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh và có nguy cơ ngập úng tại các đô thị. Mức nhiệt trong ngày cao nhất hôm nay giảm 2-3 độ so với ngày hôm qua, còn khoảng 27-29 độ, thấp nhất về đêm khoảng 24-26 độ. Mưa lớn kèm theo gió đông bắc cấp 2, cấp 3 khiến cho khu vực dịu mát, thậm chí se lạnh về đêm và sáng sớm. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ sáng mai ở mức 40-80mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày 14 tháng 9, mưa lớn ở khu vực này có khả năng giảm dần. Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7 giờ đến 19 giờ có nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, độ ẩm trung bình 80-85%, khả năng mưa từ 70-80%. Từ đêm đến sáng sớm hôm sau, khoảng 19 giờ đến 7 giờ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, độ ẩm trung bình 85-90%, khả năng mưa 85-95%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để ban biên tập chúng tôi có những động lực làm tiếp những video tiếp theo.